Khá là nhiều bạn, à không, nói vậy mới đúng nè, rất là nhiều bạn hỏi tôi cái câu này. Đó là làm như thế nào để có thể bỏ được một cái thói quen xấu. Ví dụ như là quay tay, ví dụ như là suy nghĩ tiêu cực, rồi mua sắm vô tội vạ, rồi ăn không kiểm soát. Trời ơi, quá trời luôn, làm sao để bỏ những cái tật xấu này đây? Nói chung có thể nói là các bạn hiểu rất rõ những cái tác hại của những cái tật xấu này. Các bạn rất muốn bỏ nhưng mà không tài nào bỏ được. Khổ thế. Tôi hiểu các bạn ơi, hiểu lắm luôn á. Thành ra trong cái bài này, tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái phương pháp để giúp các bạn có thể bỏ được những cái thói quen xấu. Và các bạn lưu ý nha, đây không phải là một cái mẹo mà là một cái phương pháp có cơ sở khoa học hẳn hoi. Giờ mình vô ha. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nha, cái lịch phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web5ngay. Các bạn chỉ cần vào YouTube gõ từ khóa Web5ngay thì cái video màu vàng vàng nằm trên cùng á, chính là video mới nhất nha. Rồi, sau khi mà nhắc các bạn cái lịch phát sóng thì chúng ta sẽ quay lại cái bài này, cách để mà bỏ thói quen xấu ha. Thì để các bạn dễ xem á, tôi sẽ chia cái bố cục của cái bài này ra làm hai phần các bạn nha. Phần 1 tôi sẽ giải thích cái phương pháp này và phần 2 sẽ là các bước thực hành. Và các bạn lưu ý giùm tôi nha, nếu mà các bạn không xem bước 1 á, thì không thể nào các bạn làm được bước 2. Nên thành ra nhớ là phải xem đầy đủ hết nha. Nhưng mà đương nhiên các bạn yên tâm, tôi sẽ cố gắng để giải thích cái bước số 1 thật là nhanh. Yên tâm đi, đừng lo nha. Giờ mình vô liền bước 1 nè. Rồi, đây sẽ là phần số 1 của chúng ta các bạn nha, phần giải thích. Các bạn có biết tại sao chúng ta lại rất khó dừng lại một cái thói quen xấu không? Mình biết rất là rõ, mua sắm vô tội vạ thì sẽ hết tiền đó, sẽ làm cho chúng ta chẳng có dư được bao nhiêu hết á. Nhưng mà tại sao vẫn mua? Mình biết rõ là ăn nhiều sẽ chướng bụng khó tiêu, biết rõ là thẩm dư nhiều sẽ bị, thôi kệ nó đi. Biết rõ là những cái đó là xấu đó mà tại sao vẫn làm? Tại sao? Thì thưa các bạn, đây sẽ là cái lý do nè, các bạn xem cái này kỹ nha. Ở trong não của chúng ta đó, có hai khu vực đáng chú ý. Đương nhiên não chúng ta thì có nhiều khu vực rồi, nhưng có hai cái khu vực rất là đáng chú ý. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đó, chúng ta tạm gọi đó là khu vực số 1 đi ha. Thì cái khu vực số 1 này sẽ là cái vùng não chịu trách nhiệm về cảm xúc và phần thưởng khi mà ra quyết định đó. Khu vực số 1. Bây giờ bạn nhìn mé qua chút xíu thì các bạn sẽ thấy cái khu vực khác là khu vực số 2. Thì cái khu vực số 2 này là cái khu vực có cái vùng não chịu trách nhiệm về lập kế hoạch, về ra quyết định và về hỗ trợ các hành vi hướng tới mục tiêu. Nói một cách nôm na là khu vực số 2 này phụ trách về lý trí, vậy cho dễ hiểu ha. Đó, thì gom lại tới khúc này, cái thằng số 1 á, nó phụ trách về phần thưởng và cảm xúc. Cái thằng thứ hai nó phụ trách về lý trí. Thì hiểu một cách như thế này cho đơn giản nè. Khi mình làm một cái gì đó cám dỗ á, thì giống như là hai thằng này nó đấu tranh với nhau vậy các bạn. Thằng số 1 và thằng số 2 đó, nó sẽ đấu tranh với nhau. Và nếu mà cái thằng 1 mà nó thắng được thằng 2 thì bạn sẽ làm thói quen xấu. Tại vì lúc này cái phần thưởng và cái cảm xúc nó thắng, đúng không? Và ngược lại, nếu mà thằng 2 mà thắng thằng 1 thì bạn sẽ chống được thói quen. Nguyên lý là như vậy nha. Bây giờ giả sử vậy đi cho các bạn dễ hiểu. Thí dụ bây giờ nửa đêm đi, bạn thèm ăn đồ chiên, cái món gì đó rán. Trời ơi, nửa đêm dễ thèm lắm người ơi. Thì nôm na vậy nè. Lúc này thì một cái hành động cám dỗ đúng không? Thì hai cái khu vực trong đầu của các bạn đó, nó sẽ đấu tranh với nhau. Và nó sẽ chiến đấu kiểu như thế này nè. Thằng 1 nó sẽ bảo bạn là ăn đi, ngon nha, béo nha, thèm quá, ăn đi. Trời ơi cứ ăn đi, ăn đi, đừng biết ngày mai làm gì cho mệt, dứt thẳng đi đó. Cảm xúc và phần thưởng mà đúng không? Nó sẽ nói nôm na là vậy. Còn cái thằng số 2 á, nó sẽ nói một cái tiếng đại khái như là không nha, ăn tối là đau bao tử đó, là chướng bụng nha, là táo bón nha, là mập nha. Nó lý luận mà đúng không? Đó, hai thằng nó cãi nhau ỏm tỏi, nó quánh lộn với nhau sùm. Nhưng mà nói gì thì nói các bạn, thường thì thằng số 1 nó sẽ thắng thằng số 2, thắng đẹp luôn các bạn, đúng không? Cái thằng cảm xúc và phần thưởng thường nó sẽ thắng cái thằng lý trí. Đó, bây giờ bạn hiểu chưa? Vậy thì bây giờ á, chúng ta tóm lại chút xíu. Mấu chốt của cái phương pháp này á, là bạn làm sao làm để cái thằng số 2 á, cái thằng lý trí á, nó thắng được thằng số 1. Bạn làm được chuyện đó thì bạn sẽ đủ bản lĩnh để không chỉ chữa được những cái tật xấu mà còn có thể giúp các bạn bản lĩnh vượt qua được rất nhiều những cái cám dỗ trong cuộc sống này ha. Và cái cách mà thực hành của chúng ta đó sẽ dựa trên cái nguyên lý đó nha. Rồi, ok, hết cái phần giải thích ha. Giờ mình qua phần thực hành. Rồi, hello bà con, cuối cùng thì phần thực hành cũng tới ha. Thì trong cái phần thực hành này tôi sẽ chỉ các bạn một cái phương pháp thực hành về loại bỏ thói quen xấu theo cái nghiên cứu của bà tiến sĩ tên là Wendy Wood ha. Phải dẫn nguồn chứ các bạn, cái nào của mình thì nói của mình, cái nào của người ta thì phải dẫn nguồn đàng hoàng, đúng không? Thì cái phương pháp này được ứng dụng trong trị liệu tâm lý để mà loại bỏ thói quen xấu. Nó có rất nhiều ứng dụng thực tiễn nên các bạn có thể yên tâm mà làm theo nó ha. Đương nhiên thì cái bản gốc của cái phương pháp này thì nó khá là khó hiểu các bạn, nên tôi sẽ giúp các bạn chuyển thể nó trở thành những cái ngôn từ, những cái ví dụ cho nó thật là dễ hiểu để các bạn dễ tiếp thu nha. Rồi đây là bước 1 của cái phần thực hành này. Các bạn để ý giùm tôi nha. Bước 1 các bạn chưa cần làm gì hết. Các bạn chỉ cần để ý tới cái thời gian mà các bạn hay lên cơn. Tạm gọi là như vậy ha, tại vì thói quen xấu thì nó luôn có một khoảng thời gian mà nó cám dỗ mình ghê lắm các bạn, giống như cái thời gian lên cơn vậy đó. Và bạn nhớ nha, bạn chọn ra một cái thói xấu nhất của bạn đi. Lấy trước cái đó đi, lấy một cái thôi, đừng lấy nhiều cái. Và bạn để ý coi cái thói xấu đó của bạn á, là mình hay làm nó khi nào. Đó, mình hay làm nó khi nào mình để ý đi các bạn. Ví dụ như là quay tay đi ha, mấy ông nam nó quay tay đi, thì khi nào hay làm cái đó, nhớ lại đi. Chỉ cần cái khung giờ mình biết mình hay làm đó thôi là được rồi. Còn ví dụ như thói quen hay mua sắm vô tội vạ đi, thì coi thử coi hay mua nhất là lúc nào. Thì cái này cũng khá dễ các bạn. Các bạn vào cái danh sách mua hàng của cái app bán hàng đó, các bạn coi ngày mua rồi các bạn thống kê lại coi. Nó có cái khung thời gian mà mình hay mua lắm các bạn, mình thống kê lại thử coi. Còn ví dụ như thói quen ăn đêm thì dễ rồi đúng không? Tầm giờ đó mình hay ăn à. Bước 1 rất đơn giản, hãy nhớ lại coi bạn hay làm cái thói quen xấu đó trong khung giờ nào là được rồi. Bây giờ tôi ví dụ thực tế luôn, ví dụ như là tôi rất là mê ăn khuya đi, ăn đêm đi ha. Thì tôi ngồi tôi nhớ lại thì tôi biết là tầm đâu đó khung giờ 10 giờ rưỡi ban đêm là tôi hay thèm lắm và tôi rất là hay đặt đồ ăn tôi ăn. Rồi ok, xác định bước 1 như vậy là được rồi ha. Bây giờ mình qua bước 2. Rồi đây là bước 2 các bạn nha. Nếu các bạn còn nhớ thì cái bước 1 á, mình đã để ý từ trước cái khung giờ mà mình hay lên cơn ha, gọi vui là như vậy. Thì bây giờ bước số 2 á, mình sẽ tiếp tục nương theo cái điều đó. Vì mình đã để ý trước rồi nên mình biết là tầm 10 giờ rưỡi tối là mình sẽ dễ thèm ăn đúng không? Và đúng là tới giờ đó mình thèm ăn thiệt. Thì bây giờ cái bí quyết là vậy nè các bạn. Tới cái giờ mà mình lên cơn thèm á, mình vẫn ăn, mình không chống lại các bạn, vẫn ăn. Cứ để thằng 1, cái thằng mà phụ trách phần thưởng và cảm xúc á, nó thắng thằng 2 đi. Vẫn ăn. Mấu chốt ở đây là vẫn ăn, nhưng hãy ăn theo một cách khác. Hãy ăn trong suy nghĩ nha. Bạn vẫn làm cái thói xấu đó, nhưng làm nó trong sự chú ý. Cụ thể ở đây bạn vẫn cứ ăn đi. Vừa ăn, bạn vừa hỏi chính mình cái câu này. Tôi nhận được cái gì từ cái việc ăn cái đùi gà này? Hãy ăn đi. Tại vì khi mà các bạn được thỏa mãn rồi á, thì các bạn sẽ ít phản kháng lắm. Hãy ăn đi. Ngồi ăn xả láng nhưng ăn chậm chậm và suy nghĩ. Tôi nhận được cái gì từ cái chuyện ăn cái đùi gà này? Và hãy nghĩ những cái thực tế mà các bạn đã xảy ra đó. Ví dụ như bệnh táo bón của tôi sẽ tiếp diễn. Gần đây tôi khá là khó thở. Cái bụng của tôi to ra. Cái mặc cảm bị mập của tôi không được dừng lại. Đó, các bạn cứ ngồi ăn và các bạn suy nghĩ những cái sự thật đó đi. Tại vì rất là khó để các bạn vượt qua được cái thói xấu nếu các bạn chặn nó lại. Rồi bây giờ mình chơi bài ngửa luôn, mình vẫn để nó xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra thì mình vừa làm cái thói xấu đó nhưng vẫn vừa suy nghĩ nha. Thế thôi, cứ ăn và suy nghĩ như thế, vậy thôi. Bây giờ đó, bạn chưa thấy điều gì xảy ra hết, nhưng trong thực tế bạn đã làm cho cái thằng số 2, cái thằng lý trí nó mạnh hơn được một chút. Bạn vẫn ăn tối, đúng không? Chứng tỏ là cái thằng số 1 nó đã thắng thằng số 2 rồi. Nhưng thực tế lần này đó, thằng số 2 ít nhất đã có cơ hội được thể hiện, được ngó tới trong lúc bạn lên cơn thèm. Đúng không? Chúc mừng bạn. Mấy lần trước bạn không có nghĩ về nó đâu. Mấy lần trước là trong cái lúc mà mình làm cái thói xấu á, mình không có nghĩ tới cái lý trí đâu. Quả may là sau khi ăn xong rồi mình mới thấy có lỗi thôi. Còn trong lúc đó là không có cửa đâu. Nhưng lần này chúc mừng các bạn. Bạn chí ít đã cho cái thằng số 2 nó được lên tiếng. Vậy thì hãy có một cái bảng thành tựu và hãy đánh một cái dấu tích xanh lên bảng đó đi. Ăn mừng đi. Các bạn nhớ nha, mỗi lần các bạn làm một cái thói quen xấu và các bạn cho cái thằng lý trí được một cơ hội để xuất hiện, dù là nó thua không sao cả, chỉ cần thằng lý trí được cái quyền xuất hiện thì các bạn hãy cho mình một dấu tích vào trong cái bảng thành tựu của mình nha. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản thôi. Bạn sẽ cần thêm khoảng 4 dấu tích xanh như thế nữa. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt các bạn. Nhưng mà thôi, 4 cái thôi, tạm thời trước đó là được rồi ha. Bây giờ vào một cái ngày khác đi, cùng cái thói xấu đó. Ví dụ như là 10 giờ 30 lên cơn thèm ăn nữa đúng không? Thì cũng sẽ vẫn ăn luôn. Không có kìm lại. Bình thường trước đó đã cố kìm nhiều lần rồi mà kìm đâu có được. Nên thôi cứ để ăn đi. Vẫn thỏa mãn cái cơn thèm đó nếu bạn muốn ha. Nhưng cũng như lần trước, hãy vừa ăn vừa suy ngẫm. Hãy nghĩ càng chi tiết càng tốt và liên tưởng tới mọi cái kỷ niệm, cái hậu quả, cái trải nghiệm mà cái tật xấu đó mang lại cho bạn. Suy nghĩ đi nha. Và cũng như đợt trước, lần này thằng 1 nó vẫn thắng thằng 2. Nhưng thằng 2 đã lớn hơn được chút nữa rồi đó. Thế thì chỉ cần bạn ngồi bạn suy nghĩ trong cái lúc bạn ăn thì có thể gọi là bạn cũng đã chiến thắng thêm một lần nữa rồi. Ta có 2 dấu tích nha. Và nếu được hơn nữa đó, trong cái lúc bạn rảnh rỗi á, bạn tìm hiểu và đọc về những cái tác hại của những cái thói quen xấu đó thì càng tốt, để tới khi mà mình ăn á, mình có thêm tư liệu để mình suy ngẫm ha. Bạn đọc những cái tư liệu về hậu quả của thói quen xấu giống như là bạn đang nạp đạn cho thằng số 2 vậy đó. Tới cái thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là chắc là bạn đã hiểu rõ cái phương pháp này rồi ha. Bạn cứ làm như thế và đến cái dấu tích thứ 5, rất có thể cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi. Rất có thể cái điều thần kỳ sẽ bắt đầu xảy ra. Cái thằng 2 của bạn bây giờ đó, vùng não số 2 á, bây giờ rất có thể nó sẽ đủ lông đủ cánh, nó sẽ đủ mạnh mẽ và nó đối đầu trực tiếp với thằng số 1. Và lúc này có thể là lần đầu tiên bạn trải nghiệm được cái cảm giác bạn đủ bản lĩnh để từ chối một cái hành động mà bạn cho là xấu. Bạn đủ bản lĩnh để chặn lại một cái thói quen đã hãm hại bạn suốt một thời gian dài. Bây giờ một cái lý trí được rèn luyện, nó đã có thể thắng được cái thằng cảm xúc nha. Não của bạn về bản chất là nó đã được thay đổi rồi đó, chứ không phải đã được giữ nguyên đâu. Có thể nói nôm na là bây giờ bạn là một con người mới nha. Hãy nhớ cái mục tiêu 5 cái dấu tích này nha, và hãy cố gắng đi. Hãy cố gắng sưu tầm cho mình 5 cái dấu tích này. Lúc đó bạn sẽ nghĩ rất khác về bản lĩnh và về cái cách mà bạn có thể vượt qua được một thói quen xấu nha. Đó là bản chất của cái phương pháp. Và tôi hy vọng là tới lúc này thì các bạn sẽ dành cho tôi chút ít thời gian để mà chấm điểm giùm tôi ha. Nếu bạn thấy bài giảng này là hữu ích thì hãy cho tôi một nút like. Nếu thấy không thích thì cho tôi một cái nút dislike. Nếu có ý kiến thì cho tôi một cái comment nha. Tóm lại các bạn hãy để là một dấu tích nào đó để cho tụi tôi biết là tụi tôi đang làm dở, đang làm hay gì đó, để tụi tôi biết tụi tôi sửa. Và mấy cái bài trong tương lai mà hay hơn là nhờ hết vào cái sự chấm điểm của các bạn đó. Nên các bạn giúp tụi tôi nha, like hoặc là comment hoặc là dislike, cái gì cũng được. Hiện tại, kênh YouTube của Web5 Ngày sẽ lên video đều đặn hàng tuần vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Vào 7 giờ tối thứ 7 hàng tuần sẽ là chương trình Bài học tâm huyết. Chương trình hướng dẫn những kiến thức tâm huyết và sâu sắc. Và đây là chương trình đỉnh nhất trong tuần. 3 ngày sau, vào 7 giờ tối thứ 3 sẽ là chương trình video tri kỷ cảm xúc. Chương trình về những chiêm nghiệm và cảm xúc cuộc sống như là một cái món ăn để nuôi dưỡng tinh thần và niềm tin vào cuộc đời này. Và cuối cùng, 7 giờ tối thứ 5 sẽ là chương trình Bài học siêu ngắn. Một kiểu bài giảng đặc biệt rất là ngắn nhưng hàm chứa một dạng kiến thức xúc tích để các bạn có thể học một kỹ năng, nhận ra một điều thú vị mà không mất nhiều thời gian. Và sau khi mà chúng ta làm xong 5 cái dấu tích trong một cái thói quen thì lúc đó bắt đầu các bạn hãy dịch chuyển sự chú ý của các bạn sang cái thói xấu tiếp theo. Hãy làm trong sự chú ý và hãy cố gắng hết sức để sưu tầm được khoảng 5 cái dấu tích này là được. Còn nếu bạn nào cảm thấy khó tính thì cứ dứt 10-20 cái dấu tích gì cũng được. Tại vì càng nhiều cái dấu tích xanh thì các bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn thôi nha. Nhưng mà tôi lấy tầm con số 5 để các bạn dễ ứng dụng, nhất là với những người mới ha. Và cũng cái phương pháp này, mình thanh lọc từng cái thói quen xấu thì cuộc sống của mình sẽ tốt lên rất là nhiều. Bạn đang thanh lọc cuộc đời của bạn đó nha. Như vậy là cái phương pháp chữa những cái thói quen xấu khó bỏ đến đây là kết thúc. Nhưng bây giờ chỉ có cái phương pháp nó kết thúc thôi ha. Những bài giảng vẫn còn nhiều và tôi lúc nào cũng vậy. Cuối bài tôi dựa vào cái thuật toán thông minh của YouTube á, thì cái thuật toán này nó sẽ lựa ra cho bạn một cái video mà nó nghĩ là phù hợp nhất với bạn lúc này. Nó dựa trên cái lịch sử xem của bạn và nó chọn chính xác cái video mà nó nghĩ là tốt nhất với bạn thời điểm hiện tại. Thì bạn có thể bấm vào video đó để xem nha. Đó là cái video có thể gọi là YouTube tuyển chọn cho bạn đó.